Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đồng bộ sóng của dòng đèn 4 bóng âm trần có mã là HE4BR dùng công tắc không dây, không dùng pin. Chính vì là nó không có pin mà được tích điện bằng cơ nên trước khi chúng ta đồng bộ sóng thì chúng ta phải bấm các nút chức năng liên tục để cho tích điện. Sau đó chúng ta phải xác định được nguồn điện cấp vào đèn và chúng ta sẽ ngắt nguồn điện đi. Sau khi ngắt khoảng tầm 20 giây, chúng ta bật lên và chúng ta phải ấn ngay trong vòng từ 3 đến 5 giây, chúng ta phải ấn ngay 3 lần nút hit 1 hoặc hit 2 hoặc nút like. Bóng chiếu sáng sẽ sáng lên, như vậy là chúng ta đã đồng bộ thành công và chúng ta sẽ sử dụng được bình thường. Và đối với dòng đèn này thì các bạn phải lưu ý, đấy là khi vừa cấp nguồn điện vào đèn, chúng ta không bao giờ được bấm 5 lần liên tiếp. Dù đủ 4 chức năng và ấn tiếp một lần nữa thì chúng ta sẽ bị xóa đồng bộ sóng. Chúng ta chỉ bấm đủ các nút chức năng này thôi, không được ấn 5 lần liên tiếp nhé. Các bạn lưu ý là khi chúng ta đồng bộ sóng thì chúng ta phải đưa được điều khiển vào sát đèn nhất có thể. Như vậy thì sóng mới khỏe và chúng ta sẽ đồng bộ được nó dễ dàng hơn. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cách đồng bộ dòng đèn 4 bóng âm trần có điều khiển mã HE4BR dùng công tắc không dây. Xin chào các bạn. Tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han, hàng chục triệu người Việt tin dùng.